hết. Còn vô đây mấy cái trong đây là nó có ba cái trò tàu lượn siêu tốc mà dài nhất được xếp là hàng đầu thế giới đó, là trong đây 10 trò, trong đây có 3 trò rồi, là con có trải nghiệm có một trò xong không dám chơi nữa. Cái đường nó dài dữ lắm, cái đường tàu mọi người thấy đó. Nó không phải như bên đó, đây nè, chuẩn bị bên tay phải nè, đó nó xuống nè, chuẩn bị xuống cái nè, đó đó nè, cái đường lượn của nó nè, nó lên đây nó lượn mấy vòng nữa nè, đúng đó, nó chạy chứ nè, nó lên cái nữa nè, nó lên cái nào đánh mấy vòng nữa nè, trời ơi nó dạ. Đó thì bây giờ rồi ấy đi chị sao em đi thì chị không có ý kiến. Không ý kiến con mình không? Thì bây giờ nói mấy anh này coi có đường sao rồi. Chứ bây giờ đi ra đâu thì bây giờ em kêu nói được thôi. Đi vô cái cây hả? Đi cây hả? Tại vì thời gian mình đi đổ đường chơi được nhiều đâu, chứ gì thì đâu đi cái cây đâu. Đâu bữa nay là uống trà cái đi về nữa rồi. Ờ không, uống không uống trà. Ờ uống trà uống làm gì? Chơi chứ phải đi lượn trà. Ừ. Thà mình đi vừa nước cây chứ không lượn trà. Ờ giờ nói đi. Dạ. Coi đang sắp xếp thời gian đi vô. Dạ, đi mấy khu đó trời nó cảm giác nó mạnh dữ lắm. Dạ. Trẻ trẻ chứ con mà đi xuống dưới á. Dạ đi xuống dưới mà còn không dám đi nữa mà. Nghe nè Tài ơi, nếu vậy là đi vườn trái cây, đi vườn vườn quýt đi. Tại vì bây giờ thời gian mà đi chơi đâu có được nhiêu đâu, đi uống trà làm cái gì? Ờ, uống cà trà mất thì giờ hết. Tại vì mình có cái thời gian của mình đi chơi được đâu có nhiêu đâu, tại vì đi 5 ngày 4 đêm vậy mà đã cuối cùng bây giờ ngủ trên sân máy bay rồi cái tính tuổi rồi. Mình không nói đi rồi bữa nay tới ngày về là 8 giờ sáng lên máy bay rồi. Mình chơi đâu được đâu nhiêu đâu, bây giờ đi qua đó đi. Đi vườn quýt đi. Chứ bây giờ đây mình đi ở miền Việt Nam, mình qua mình đi tham quan mà đi vô vừa quán cà phê rồi. Mà bây giờ đi vô đó uống trà cũng đâu làm được gì đâu. Bỏ uống trà đi. Dạ rồi, để con đang nói với anh Nam sẽ sắp xếp cho mình đi. Chắc chắn là chương trình của mình có gì là mình sẽ đi hết cái đó, không có bỏ cái gì hết nha. Dạ yên tâm. Dạ. Dạ uống trà cà phê rồi ngày nào cũng uống. Chương trình này nó có làm sao là ta. Con dạ con nói cô chú nghe nè. Con có vừa gửi lại trên group cho mình á, group chung của mình á cái chương trình á. Cô chú cứ coi theo chương trình đó. Dạ con có vừa gửi lại cho mình một lần nữa để cho nhà mình có thể tham khảo xem cho nó kỹ nhất á. Con đi hai người đi bên kia, còn là đi bên đi ta được ok đó. Từ A tới Z.